Còn một đường nữa rồi, nhưng mà khúc này chắc còn dư luôn nha anh em. Thì nó quay đầu lại cái nữa các bạn ơi. Anh em nói mà 100 mà quay cua gấp quá rồi tốt gì thì tôi không biết, nhưng mấy ngày nó chạy nó quay cua như đạn nha các bạn. Không có sợ gì hết anh em. Đó, nó quay cua anh em thấy không? Không sợ gì, nói gãy cốt hy vọng gì tới giờ nó gãy nha anh em. Vẻ này tốc độ là rất là díp luôn trên cánh đồng này luôn. Bảy mươi là qua mặt bánh chính, con chiếc này qua mặt 70 bình thường các bạn, không sao, không có gì đối với này, hiện tại anh em thấy nó bự không gì thôi chứ nó chạy rất là nhanh đó. Gần này thì làm lại rồi anh em mới chạy được cái tốc độ này á, anh em thấy con ly này không, rất là nhỏ luôn. Anh em coi cái dòng xa của con 93 5 cây nó bươn gì nè, nó bươn chậm gãi vậy phải không? Thì tốc cái đầu ghiên nó con này rất dễ, đầu ghiên nó nghe nè, 93 tốc độ ghiên nó cũng rất là giọt. Đó mà chạy cái xa nó chạy là chậm gãi vậy nè, thấy không? Anh em lại dầm con 105 của con nó quay cái xa nó nè. Con này 6 xa các bạn, 6 xa mà nó quay ghê không? Hay xảy giạt nghe anh em. Giờ chạy 100 nó sướng lắm anh em ơi, nó mau rồi nữa nè. Sáng giờ mình nó làm lượt với thằng 70 với 100 làm lượt, nhưng mà 100 rồi lô qua bởi xã giạc 3 vòng rồi, mày vòng này nó thứ 4 rồi anh em, mà 70 mới xuống sàn rồi, còn lao nó mới rồi các bạn. Và trên lệch nhau rất là nhiều đất nha anh em. Đây, cái này là 4 vòng này là một vòng tính ra là 2 mét, tính 2,5 mét đi anh em, tính đơn giản 2,5 mét đi, 4 vòng là 10 mét. Họ còn kia chạy 4 vòng, mỗi vòng 1,7 mét anh em, có 1,7 đi, 6 mét mấy anh em. Ở trên lệch thì rất là nhiều một cái đường chạy, nhưng mà tốc độ hai con này nó cũng không trên lệch gì mấy, con nào cũng bên tốc độ mà. Cái con 70 thì nó không chạy bánh chính nha, còn 100 chạy luôn có bánh chính nha các bạn. Đó, ảnh đường này ảnh xong lô nè. Thì vì ảnh chảy hơn thiên tiếng hồ. Không biết lô nó có lớn hơn không ha, nhưng mà tốc độ thì cũng ok, qua mặt 93 luôn anh em cũng biết rồi. Rồi, chào các bạn, chào mọi người á, thì anh em nào có cần mua máy bán máy cứ liên hệ với mình. Thì hôm nay mình quay hơn chứ thăm đã xong các bạn. Mình kiếm tiền con máy độ quay tiếp tục cho anh em coi. Thì ở đây cũng lâu lâu cũng gặp mấy trường hợp này các bạn.
Thì cái này đợi anh mới kéo anh giải cứu thôi, chứ nó sập này sập ở đây là nó không nhích được anh em, là nó sập dính luôn các bạn ơi. Cứu một cái mới được, vì mấy anh đang chạy cứu nè các bạn ơi. Họ mới kéo ra cứu nè, không có lúa mới kéo lên không nè. Cái này chạy không nhanh thì chút mình sẽ quay cho anh em coi cái lúa ha, kéo qua máy ha. Đây cục quay lại 100 tốc độ nha các bạn, lên tinh trùng. Đây hứng 2 người thôi anh em, không cần hứng 3 người. Ở đây nói chung gian hứng này nó hành tinh hành quỷ hết trơn các bạn ơi. Mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1,2 triệu nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ hồi trước nè, cái này là chữ Thái, còn này là dán im, này của anh em tên Thành Lĩ 67D1 tốc độ ngoại đỉnh. Cái này không thì